Một giới chức Hoa Kỳ hôm 26 tháng 10 tuyên bố rằng dù Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ về vấn đề nhân quyền, Hà Nội cần phải hành động nhiều hơn nếu muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, trao đổi với các phóng viên ở Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Việt Nam. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội cần phải cải tổ luật lệ để phù hợp với Hiến pháp sửa đổi năm 2013, cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Ông Malinowski tới Việt Nam hôm 21 tháng 10. Cùng ngày, chính quyền địa phương thả blogger điếu cày và cho ông sang Mỹ. Giới chức ngoại giao Hoa Kỳ được hãng tin AP trích lời nói rằng phía Mỹ muốn củng cố quan hệ với Việt Nam và có thể hợp tác hơn nữa về an ninh và TPP, tức Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu có nhiều tiến bộ về nhân quyền. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tin cho hay, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với nhà bất đồng chính kiến mới mãn hạn tù, ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Nghĩa kể với VOA về những gì đã trao đổi với ông Malinowski. Tôi có nói với ông ấy rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam như là một tảng cao su. Khi mà sức ép quốc tế quá mạnh thì nó lõm vào. Nhưng khi cũng không còn sức ép nữa thì nó lại phùng ra, tảng cao su ấy vẫn như cũ. Việc thả anh Điếu Cày và các tù nhân chính trị khác không phải là vì cộng sản nhân đạo, mà vì cái tảng cao su đang còn bị một sức ép lớn. Sức ép ấy là cái Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định cắt giảm cấm vận vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Cho nên là họ phải chịu nhún một chút. Nhưng sau đó thì họ lại phình ra đấy thôi, cho nên chính phủ Hoa Kỳ cần phải cảnh giác. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, trong năm nay, Việt Nam đã thả 12 tù nhân lương tâm. Nhưng ông cũng thúc giục Hà Nội không sử dụng các điều luật an ninh mơ hồ để bắt bớ những ai bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông Malinowski nói rằng sẽ không có tiến bộ nếu hơn một chục người được thả, rồi sau đó lại có hơn một chục người khác bị bắt. Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho biết trong cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà, ông đã nói rằng một số điều khoản trong bộ luật hình sự Việt Nam dường như nhắm mục tiêu vào quyền tự do ngôn luận và hội họp. Báo chí Việt Nam đưa ít tin về chuyến thăm kéo dài nhiều ngày của ông Malinowski. Truyền hình Việt Nam viết rằng Hoa Kỳ đánh giá cao những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam, nhưng không đề cập tới những quan ngại của ông Malinowski, cũng như những lời kêu gọi cải thiện nhân quyền từ giới chức Mỹ.